trị Google, bắt đầu đọc bình luận. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Your team's turn to pick. Alo, alo, nghe thấy chị chưa? Mở mic rồi nè. Hello anh Phải Nguyễn nha, hello anh nha. Hello Thắng nha. Hello Bảo nha, rank mấy cao thủ 5 sao, cao thủ 5 sao. Thắng vào cái nick anh gửi đi, trong game sau vô. Từng ngày qua đêm, từ đêm qua tôi. Huyền cô nương à, Huyền cô nương chào anh Phùng chưa? Hello anh chị em nha, chúc anh chị em buổi trưa vui vẻ nhá. Hello Hiếu nhá. Sáng nay mãi ngủ quá, trời lạnh quá, ngủ quên mất anh em ạ. Không biết bay con Zata này nổi không à. Hinata. Tên này hay phết đấy. Lên giày kiên cường. Lên của giày kiên cường. Cho em xin slot chơi tới 1:30 đi học à, ok. Được anh ơi. Anh em nào chơi game sau vui nha. Chó này. Yeah.
Đánh thường với tao à? Đọ anh thường à? Đọ anh thường à mày? Đọ anh thường à mày? Đọ anh thường với mình ạ. Vâng, em chào anh Phụng ạ. Dạ không dám ạ. Chào Huyền cô nương ạ. Bữa giờ bận quá nay mới có dịp ghé lại like nè à. Ok Hiếu ơi. Ơ thằng Zuka làm gì kia, giúp nó. Tật. Tật Zuka. Hai thằng chết này. Mẹ nó mà lấy cơ bốn là hai thằng chết rồi. Ôi. Bay trượt mất rồi anh em ơi. Chán. Tung chiêu trượt mất rồi, sao bay được nữa. Ê. Ơi. À nó gáy mình kìa anh em ơi. Giữ à anh em. Ăn đồ. Ui đéo chết kìa. Mui, tí nữa là mình bay được rồi. Siêu nữa thôi là mình bay được rồi anh em ạ. Siêu nữa là lên trời cao, lên trời cao. Gần được. Game sau có thoát phòng nước không anh à? Có. Game đầu tiên anh đánh thơ nè. Ra này nha. Ê này, mày ê này. Ê đi. Ăn được tao không? Ăn được tao không? Đi đâu? Ê này, mày ê với tao cái thằng Zata này, à thằng Vera này. Cho mày ê luôn. À đợi mình đợi hồi cái phụ trợ đã mọi người, à đợi đợi kem. Hồi cái này đã, hồi cái thanh thuẫn đã. Rồi có thanh thuẫn rồi. Cái đậu xanh cái thằng Batman này. Ờ, bọn nó chết rồi đấy. Ê! Cho thằng này phần chữ E luôn mọi người ạ. Nhớ đợi vô nghe hả? À, em không đợi đâu nhá. Em tạo phòng ai vô trước là vô đấy anh phải à. Em không đợi anh được đâu. Bây giờ em like là em tạo phòng là ai vô là đủ. Cứ full là em vô đó. Em chẳng qua là mấy anh em, em đợi là chẳng qua là mấy anh em người ta thuê slot ấy. Thì em bắt buộc em phải đợi. Ê nó đi cô ăn, ê nó đi cô ăn. Mày ê nó đi cô ăn. Cho mày hiểu vấn đề luôn. Luka bị Vedet đánh cho ngập mặt. Mà bắt đầu tì đấy anh em ơi. I will finish what I started. An enemy has been defeated. Khiếp, để cho cái thằng này nó hành quá vậy. Tao cũng thuê được slot được cái phá game à? Thế có đợi tao không à? Mày là cái đéo thì tao phải đợi. Thế cho nó nhanh. Mày là cái đéo thì tao phải đợi. Ê anh em ăn kinh công đây anh em. Mày thì kinh rồi. Mày là mày thì kinh rồi. Băng đảng của mày thì ghê gớm lắm. Ai dám chơi lại. Ê
băng đảng của bạn. Mình xin cái blue. Su Cabell đâu? Giải lộ ôm tích tiền. Ôi trời. Ui giời, có bức xương. Chịu luôn. Không hiểu kiểu gì là một công sư. Đông lắm mọi người, bay vô chết đấy. No mountains are too high to climb. Em mày chạy nhanh đấy. Xanh rồi, xanh rồi, xanh rồi. Anh chơi với em ơi, hello anh Ngọc nhá. Bậy rồi, tao băng đảng khí. Bữa giờ trả vào game à? Ủa thế bây giờ mày vào trong đấy rồi thế ổn không? Ổn không? Trong Sài Gòn ổn không? Mày đang ở trong Sài Gòn hay Đà Nẵng đây? Hello Linh nhá, hello em nhá. Hello anh Duy nhá. Cái thằng Batman này. Ủa nếu mày được có cái tường này anh em ạ. Thằng chó này chạy nhanh quá anh em ơi. Tôi đợi mỗi thằng Batman ra thôi mà mấy thằng này ngu non. Sài Gòn ăn tiêu không hết đây à? Kinh nhỉ, có cái PC mà không biết like sao? Chỉ like tới tật. Inbox cho tao, tao chửi cho. Inbox cho thầy, inbox vào Zalo cho thầy thì chỉ cho, lúc nào apply thì chỉ cho. Tiệt. Ô, nó dồn mình rồi, ăn cứt rồi. Dạo này biết bay đấy á, ôi giời, chẳng qua không thích thể hiện thôi. Bay như vượn luôn nè, bay như chim bây giờ. Bố cấu pháp ngay, ê, ông nó giết được mình của bạn đấy, kìa, ôi giời. Ê, dậy đi, ê, thằng Vera đánh con. Ê, cái thằng 25, ê. Em chú vui anh hello anh ánh bay ca nha, hello anh nhá. Ánh bạch kim à? Tập bay đi mọi người. Tập chơi game một chút chuyên nghiệp đi, cứ lại bay gãy cánh hoài. Ngại lắm. Thằng du kia cả vậy à? Có cần em dạy cho một khóa không à? Mày thì kinh nói. Người, thiếu là người. Cái tường này có qua được không vậy? À qua được. Cực rồi. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Thằng kia lại để mất con đấy. Mất con kỳ công. Cày thế.
À, nó vào bụi cỏ rồi. Tật ra ta ơi giời, ngân gà này nữa, tôi bay ra ta hơi bị ai đấy, bỏ tật nữa, 93 này, bỏ tật. Mà đánh với em toàn bay trượt á? Tao chưa bay trượt với bao giờ, chưa biết trượt là gì. Hello Kha nhá. Hello em, hello Ngọc nha, hello em nhá. Mày nhớn, nhớn. Gõ. Ê! Anh em, nó đánh mình. Rồi mày quá có hồi máu. Lên cỏ bằng xương chưa anh em ạ? May mình đánh được nó quả đấy, mình hồi máu được anh em ạ. Không có to à? Không có thì nát gáo. Ui giời ơi, cảm ơn Ngân nhá, cảm ơn em nhá. Tặng bướm bướm kìa. Người ta đánh chim, mày tặng người ta bướm bướm. Cái TikTok có cái con gì giống một chim không nhỉ? Mấy tiền nữa? 1000 tiền, 500 tiền đối với có cái của cỏ bằng xương. Gấu đánh à? Bay vòng quanh à? Tí là bay hình zigzag cho anh em coi, tí là tôi bay hình chữ Z cho anh em coi, tí là WC luôn đi chứ. Anh chà. Đâu rồi? Ui, sợ ta. Batman kìa. Batman giờ ra đây. Thịt mình ngay. Đánh thằng support nó luôn. Chóng mặt ngay, hoa mắt chóng mặt ngay, bay cho hoa mắt chóng mặt ngay. Ê! Nó đâu rồi? Ui đéo kịp bay. Dùng chưa 3 vòng quanh vẫn bay được á. Cô bay cái nỉ đi. Cô bay cái nỉ đi. Ê, MVP thôi. Lại với MVP thôi. Phụng Cất Châu à. Hello Khoa nhá. Hello em nhá. Hello hello bạn. Hello em nhá. Bạn chia sẻ cho anh Phụng đây. Nhanh còn kịp. Không dỗi bây giờ. Thắng ơi vô này, thắng ơi vô này. 찍 kịp à, không xe dỗi đấy. Ngại nhé, lại với MVP ngại nhé. Chàng cô đơn kìa, 977111 luôn nhá. Cái là nick ai nhỉ? Ờ chết rồi, anh em thông cảm, nhiều một slot mình kẹp nick của khách vô nha mọi người. Cho chơi mí à, đừng có vô nhá, có mũ lan đừng có vô nhá, có mũ lan đừng có vô nhá. À, Phúc ơi dừng game sau nhá, Phúc ơi tăng game sau anh nhường slot nhá Phúc ơi. Để anh nhường cho nick của khách của anh vô đó. Yeah.
Ui, mèo ú đôi đúng không? Đậu. Anh người anh em tên là Phúc, người anh em tên là Phúc, game sau vô lại nhá, người anh em nhá, game sau mình ấy chưa? Tại vì mình đang giờ mình đang kẹp nick nick khách của mình ấy, mình đang kẹp nick khách của mình ấy, anh em thông cảm nha. Em bay đẩy thử đi, anh không biết bay con ra ta. Chẳng qua chán chán biết vui vậy. Ngân gà có chơi game không Ngân gà? Xe rồi, cho chơi cùng với à? Không cho chơi nha, chỉ được xe đấy nha, xe không cho chơi cùng nha. Riêng cùng một bàn xe không cho chơi cùng. Thư có người yêu à? Thư không người yêu à? Bộ đừng ngang một lít anh ạ. Cái gì? Hello. Cái gì? Đúng rồi. Cái gì? Nói. Bảo có người vào fix vào nick ấy, à vào nick ấy. Rồi anh bảo bà rồi, anh bảo bà rồi. Ta bắt mùa lời chơi rồi anh em vào chơi cho vui. Sao thằng tinh anh kia không kích hả? Tại vì nó là thằng fan fan cứng của anh ấy, fan trẻ trâu của anh ấy, nó trùng trường cấp 2 mà, nó trùng trường cấp 2, mỗi lần anh like nó toàn kêu cả trường nó vào follow anh ấy. Trùng trường cấp 2 ghê đấy. Nó trùng trường cấp 2 đấy. Biết chơi đó. Your team's turn to ban. Với lại mấy lần anh sợ anh đi được về quê gặp nó rắm chết. Hôm nay em lại sớm thế à? Ôi giời, ước được chơi cùng Phụng ở đây đây. Lan đang chơi này, Lan S3 đây. Ôi giời ơi. Đánh cái nick này của khách nick lùm mía không chào lại em à tôi. À dạ, em chào chị Muối ạ. À. Chị Muối vẫn giận ạ. Opponent's turn to pick. It's your turn to pick. Vãi. Đánh nó rồi đấy nhá. Đánh nhá, tao đưa cho mày cái nick này, nhưng mà nick này toàn không có tướng sát thủ, mày không đánh được. Tao phải đưa cái nick kia con cho mày chơi. Đưa nick này đánh đi. Đưa nick không có sát thủ, đánh tù á. Có thể đánh Gata chứ không anh em, đánh Gata áp lực quá. Đánh cà hiu vậy. Bắt tập được. Tôi đánh cái hiệu ghê lắm. Chủ đích có người yêu chưa à? Tí em slot nha, ok hoặc cách ơi. Anh em được chơi thì xong game nhá. Không xe là cho chơi cùng hả? Đúng rồi, không xe chơi cùng mà xe rồi thì không cho chơi nha. Tưởng à, cô lấy cái xe ra cô để cô đòi chơi slot đây. Hello chị em với bộ nha, chị em với bộ bấm cho em xin một ít tim, một ít follow nhá. Đây đây anh Duy. Đó, bà Lan đó, chủ nick đó. Ziu zigzag 99 à? Anh cày thuê hay cày top cục? Anh cày thuê, anh cày... Nói chung là nhận tất cả nhá, Nương ơi. Hello Mỹ Nương nhá. Nhận cả cày top top miền, nhận nói chung là cái gì cũng nhận. Cày ruộng tôi còn đang cày là chứ đừng có nói. Nay gãy tay không chơi rồi à, mày chết cha mày đi. Đi trộm cắp mùa lắm bảo nó đánh cho gãy tay. Hay lắm. Tần Duy này đánh cho... Hôm qua em tầm hackmap đấy. Hackmap à? Hôm qua em tầm hackmap đi đánh mà vừa cười quá. Đâu ơi. Nên nick kia lên 72 sao rồi. Ai được đấu. Lên chiến tướng đâu mà biết. Hôm nay cổng chiêu gì trước đây hả đấu? Ai biết được. Hôm qua cầm nick, cầm cái mask của cổng chiêu 2. Anh thấy có gì đó thấy sai à? Vỡ cả màn hình 12 à? Ôi giời ơi, thì mình chết đi. Có cái điện thoại cứ để vỡ đi thì thôi. Ui, thằng già này phụt đau thế. Cứ tốt gặp thằng áo boom à? Chèo trầu thế hay không? Cướp bùa mình không? Tịch lĩnh. Mất cướp bùa này. Thằng già cũng... Ơ, thằng ơi, cướp bùa. Đánh tôi cấp 2 mà. Ui, còn về đến cấp 2, sợ gì thằng nào? Quái, VD cấp 2 không bị sợ nào hết á. Cứ vậy mà vụt thôi. Mít ơi, cho xin cái lính mít nha. Đánh nó đi anh, đánh được. Đừng chạy. Ui
nhờ cường cái tướng nữa. Giật quay tay nó. Bỏ đâu? Hàng nóng hồi vừa thổi vừa ăn. Giật nó anh. Giết luôn. Hết mana rồi. Giết mẹ đi. Ui, rồi đấy có Viet cấp 2 mà anh không đánh được thì không có cấp nào đánh được đâu. Giết luôn. Ui, mấy thằng này nát quá rồi. Đánh luôn, giết luôn. Giết luôn. Cướp à? Mày cướp, mày cướp. Mày giết luôn. Giết luôn, ơi, đá chết luôn. Em hết công ty rồi. Tuôn giết luôn, đánh luôn, đâu đi vào. Từ, đừng, em ơi, đừng nghe lời nó. Ăn dầu. Đừng nghe lời nó nhá. Mày tật lắm đấy, đừng có nghe. Thật chứ, rừng bá lắm rồi. Thanh quá rồi mọi người ạ. Thật chứ, rừng bá lắm rồi. Không cho thằng này về farm mid cơ. Thế nó phải cay ấy. Ui giời, may cho mày là có lính che đấy con ạ. Mày là cái con này nó hồi máu. Cảm ơn máu. Đi vào. Nó hết xích rồi ấy. Nó còn ulti không? Nó hết xích rồi, đánh đi, nó hết xích rồi. Thằng Arum nó ulti rồi. Con kỳ công chó chết này. Ui giời. Ui mẹ đéo được cái mạng nào cay thế. À điệp viên khu cung 6 luôn rồi. Thằng rừng đớp 6 mạng. Mình hỗ trợ 6 mạng luôn. À chào nhàn nha. Chào nàng cô nương nha. Chào nàng. Chào nhàn xinh đẹp. Em nhàn ăn cơm chưa? Hello Khánh Huy nhá. Lâu rồi, hello anh, lâu rồi mới xem like à? Tưởng mày quên anh rồi chứ. Chờ đi em. Đánh đi, tao bỏ giờ nào tiền rồi đánh đi. Ủa, còn tâm lắm. Ui. Ui, còn tâm lắm. Ui, cuối cùng ăn được mạng anh em ơi. Bắn lốt con mít này. Đây, thả chưa một vào đã. Để làm chậm nó này. Ơ đánh luôn Oma này, để nhớ cho, để nhớ. Nó quay nó gõ mình đấy anh em ạ. Thôi đi về đi ra nhé. Sợ cái gì, anh đánh cho anh đá cho mày yếu, mày bay vô ăn mạng luôn này, 4 giây nữa này. Ôi giời ơi. Ừ, mồ chết luôn. Ui giời ơi, còn cái gì đâu. Tầm này Uma ra lấy tiền đè người đi, gấp đôi tiền rồi. Chết tôm lại chết tôm rồi. Mẹ thằng đó AOI với Adun nó gan trên đây suốt. Trời nhảy ra quá chết rồi đấy. Thế là ulti của đấy là liệm rồi đấy. Adun còn ulti không? Còn nguyên. Hết rồi. Còn nguyên đấy. Còn nguyên sĩ. Nó vừa bị cái thằng này đi rồi, nhưng mà bây giờ không biết nó hồi chưa. Hồi cũng chết. Một mình mày là chết. Một mình lặng thinh. Game dễ quá anh em nhé. Ờ cái gì đấy bạn. Úi trời. Đuôi đâu vậy. Nó chó. Ai chà, đâu, ghê. Kìa đấy, biết đủ đấy, ok, bỏ kìa, mua kìa. Thằng AOI này, tí rồi bố mày thì mày, ui giời, thằng bọ nó nhảy cái chết mẹ nữa. Chơi bời gì nữa. Chơi game mà cài người bên trong địch cả bọn nó chán quá. Em ăn rồi, anh ăn chưa, anh cũng ăn rồi. Ăn đồ với chơi game lắm. Chơi game thì không thể nào quên được cái việc mà
Mình phải ăn đấy. Điện thoại mà xong quá. Tôi phải từ đấy, nhưng mà tôi cho cái con sò lạnh vào cho nó mát cái máy. Đợi bao ngày chứ được game nào à? Vẫn bị bao ngày. Cần gì chơi game? Không sạc. Vào sạc. Đang sạc nữa vào. Phải sạc mà làm đâu? Mang sạc của mình. Đánh đi tốt vậy, đánh đi tốt. Tôi nó xích đi. Xích đi. Nó mất xích. Ôi thằng này bấm thanh chạy à. Ô à, đừng đập với anh em. Sao mình ngon đấy nhỉ. Mấy giờ? Ê, đừng rồng, không quanh cái nát luôn kìa. Đừng rồng, mình vừa hở ra cái thì tí toang luôn mọi người ạ. Đấy mà thôi. Okay, chào. Dưới giường này mà. Mày à? Ôi thằng ngồi nó thịt mình kìa. Ui không chết. Cô đồ môi. Nhảy nó, VDS đâu ra, nhảy nó anh ra chạy đánh này, có thằng đường bật ulti này. Ui, anh nè, nó mất xích rồi, quay đi. Đánh đi thoải mái. Ôi trời ơi, chạy làm gì, nhảy thằng mà mít nó kìa. Hết 4 chiêu rồi. Ôi, quả đấy nhảy thằng ulti vào đầu nó là ngon rồi. Có giao lưu khán giả không em? Có anh ơi. Quy mít nó mới 2.000 tiền, kiếm 5.000 tiền. Thua chứ đây không phải nói thua đây. Sau đường dòng vừa ép thế mà giờ ép như này. Ơi tôi rồi, có ai đánh đâu, có đánh đâu, có ai đánh đâu, đánh được, đánh được. Lùi thưa thưa. Quân giả thật. Hết chạy xin sò lát nhá, ok. Hello Mạnh nhá, cảm ơn Mạnh nhá. Ông cóc, ai gọi đây? Đánh đi tốt. Mày gọi gì đấy, con đường? Tính đâu rồi, đúng không? À, đây, quậy. Con đường nè, gọi gì đấy? Tao chỉ chơi với hả? Ủa, cái gì đấy? Been defeated. Your team has destroyed a tower. Ultimate. Game dễ quá, anh em chuyển vô này anh em ơi. Tanh cao thủ mấy sao à anh em ơi? Châu vào tanh, tôi không cần tanh, một tanh đái chết luôn. Win nó, win chắc, thôi sẽ chụp win game. Dễ quá. Ui, xong cái vậy. Anh em chơi vô này. Còn được chơi không đâu. Game dễ quá. Dừng hay quá. Đầu cho làm một hai game nữa đi nấu cơm à. Ôi giời, chơi game xin xỏ. Ok. Game ấy. Ưu tiên đừng có vợ nha mọi người. Ưu tiên đừng có vợ nha. Chín bảy bảy 1-4 nha anh em, để cho thằng John, thằng tật John đến chơi một hai game nữa mọi người, cho nó đi học nha anh em. Cảm ơn Phương Nguyên nha. Cảm ơn Phương Nguyên đã follow mình nha, cảm ơn bạn nha. On nửa mùa vậy à, tại vì sáng nay trời Hà Nội mưa lạnh quá, quên mất cô nương ạ. Cô nương Thu Hương ạ. Cô nương Thu Hương. Đánh gì rồi anh à, anh đang đánh nick cho khách. Anh đánh nick cho khách, anh cao thủ mấy sao à? Chào đây lên 7 sao. Đi một slot mà khó nhỉ à, anh em thông cảm nhá. Chắc là đánh 1-2 game nữa, nhường slot cho mấy anh em này. Cho người ta đi học đây mọi người, đi học đi nấu cơm. Đi đón vợ nữa. Rồi game sau là có 3 slot cho mọi người vô. Gì ê, không cấm ai ra kìa, cấm cái gì vậy, cấm người rách ấy.
Có ai ra kìa, ai chơi ra đi, anh Cương đánh ra không anh Cương? Chơi con này đánh con cai hiệu nhỉ? Con rùa để cắt chân tay, cắt xịt luôn. Anh em có tin tôi cắt mà nó chết luôn không? Hay thì con bài rát đi. Đánh ở đây được không? Mét năm đánh ở đây được không? Được cùng đánh ở, còn đánh ở đây. Anh tập đánh ở đây. Rồi ngơ người ngợm ngợm. Chào anh yêu của em ạ. À. Dạ vâng, chào chào Honey ạ. À. Chào Honey, ui giời, cái tên. Cái tên hay quá. À, ui anh yêu của em kìa, ai ra luôn kìa. Đó. Thấy chưa, thắng thấy chưa, anh có người yêu chưa? Thế là anh có người yêu rồi đấy. Thế là mình đã có người yêu. Hên quá. Cứ tưởng là cuộc đời này coi như bỏ. Cứ tưởng cuộc đời này coi như bỏ, coi như ế. À, cứ phải vừa chơi game vừa phải cắm cái con sò này xong nó cứ chục chằng cái dây ấy mọi người. Không, mình phải giữ ấy. Để mà đánh nó không được. Đâu, càng giữ sò. Anh bảo nó khác là nó ngủ nè. Chơi mập quạt nên nó ngủ mà. Đó là người ta. Tôi chỉ bật nó 5 phút rồi thì nó rét rút người. Tự giới thiệu trước à? Ơi giời ơi, con mụ này say thật rồi. Bật tắt đấy, bật 19 độ, 18 độ, 15 phút. Sai thật rồi. Đây là trận chiến đỉnh cao, biết sợ thì đừng bước vào. Nó là vật đẩy tiếp đấy. Nó mà đẩy đâu? 9. Láo con cá. Ôi này vô trụ ta bảo. Ôi tục biến kìa. Tục biến này. Ôi là gấu. Đùa chim gấu tấm nhỉ. Một đá nữa. Khỉ đâu, khỉ cô. Khổ thật. Mấy lúc vàng cái chồng. Xin yêu về cái điều quả. Anh nó bắn em, ôi trời ơi, yếu rồi. Về hết chưa rồi. Mẹ tật bắn hèn quá non. Trời ơi, gấu chết này. Ui trời ơi, có con lực ra đi. An enemy has been defeated. Ủa hơi non. À, đồ nó né kìa. Ui, nó né kìa. Nó né, đá đéo con đấy. Né đâu. Không nhảy được, không chết. Thích nghi và trôi dậy. Con gì vậy? Không nhảy kịp, ấy ra không nhảy kịp vào đâu. Quân mẹ nha mấy. Quân bà mẹ. Lại em nào gọi đấy? Đưa qua đi nào. Cất bé em mà hôm nay nó đi đám cưới, đang thất tình, say gọi. Một đá kìa. Mẹ mà tôi. Ui dạy ông KS của tôi nữa. À KS mẹ kỹ năng
cái sự tật mang nghe này quá anh em ơi. Để em nhảy ulti chết hai thằng rồi. Mấy cái này nó ngon quá, lại phải để mình đánh. Hello người anh em ơi, tám nha, người anh em cơm nước gì chưa? Người ai không phải nói là người anh em đã đớp chưa? Người em đã đớp cái ép. Ủa không rồi. Bướp một ra. Biết ngay mà. Ngộ nghiêng. Nice assist. Ngộ nghiêng ngay chỉ đi. Bỏ ơi cứu anh. Ôi ơi, cứu anh. Cứu ông sao được không? Mơ. Đi đánh bọn đấy làm gì? Đánh cái thằng đấy làm gì? Thằng thêm nó bảo kê không ấy được đâu. Mày chết rồi. Mày cái nó hết ulti. Ơ kìa ngáo. Ủi ngược chỗ ai về? Đúng rồi. Chết này. Một đánh thường. Dài. Để tụt đoạn. Dài. Chết chết tốt này. Không, chào không, hello anh mỏ nhá. Zuka ra giữ đi. Tôi hốc rồi bạn ơi, bạn hốc chưa à? Tôi cũng đớp rồi bạn ơi. Tôi cũng đớp rồi, tôi mới lên lại đấy. Bạn thấy tôi uy tín không? Ui dài. Đấy, nói tình cảm lắm với lại nói chuyện với nhau hốc ha. Không. Anh sẽ đẩy xuống anh ạ. Đi kiểu như đi hành con gà kìa nhở. Ở đây đánh sướng quá anh. Không. À, tôi xuống cái danh nghề như kiểu đi hành con gà ấy. Này út đi nhỉ. Cuối cả rồi. Tôi win sớm nhờ, win đi sớm, win sớm. Đánh trận lưới cho anh nhanh. À, nó ăn cho mình. Má thằng mình còn. Một đá mà mỏ. Đấy, chủ ít là. Một đá nữa. La bờ vi à? Giải kìa. Không cách lấy băng nhau mà. Lúc cuối. Đi ra, đi ra lên đây anh em đi cần quét này ra. Triple kill. Con heo đi tập. Ô mẹ, thằng con heo đi. Em đi lên mới dừng này, đi càn quét. Còn yếu không mà. Bọn này ngon mà. Càn quét hết đi. Ôi, lính bắn chết anh rồi. Win đi mọi người. Win. Ok bạn ơi, thế nó mới vui à. Thế nó mới tình cảm. Mày, tìm mẹ chưa 6 phút rồi à, win rồi này. Ai đã anh? Hot game lắm. Legendary. Đổi tên à, đúng rồi, đổi tên Trung Thái ơi. Đúng rồi anh em nào mà theo dõi mình từ lâu thì tôi biết là kênh cái page của mình đổi tên anh ạ. Cảm ơn con mũ hím nhá. Tặng GG với tạ. Thấy ai như thế này mà tặng thầy GG với tạ. Vãi hạng hai. Tiền liếm hết cái hết. Chín bảy bảy một 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 bốn nha anh em ơi, 977-1114 nha. Yeah baby. Thôi anh em chơi đi nha. Anh em. Mất hành. Mình có hành. Anh Vân. Gửi ra người. Anh Vân là anh Duy đúng không? Đúng rồi đấy. Anh Duy cái đấy gì tật Duy ấy. Đánh cũng bỏ nói ra ấy. Nhiều ông đánh bạch bạch. Ui nick này 50 sao mới 50 trận nữa cơ. À Phung Vi này, Phung Vi có chơi game không? Phung Vi hôm trước xin slot này, Phung Vi có chơi game không? Con mù Phung Vi đâu rồi? Không biết Phung Vi không nói năng gì. Cầm con này ra vô. Đánh vô. Cái gì? Con đánh này, cầm này dạy.
Nick đây lên 60 sao. 50 trận nữa. 50 trận nữa. Tuần là xong. 3. Em cầm cố hứa dành riêng cho Vi một thờ ghế à? Vào đây mở mic lên rồi người ta nhiều slot cho. Em ngân cứ ra ra vào vào như đi chợ nhỉ. Na ta đi à đi ạ. Thôi vào anh đầm mò đi ạ. Ôi đánh con Nata tẩm lắm em, đánh con Nata ớn lắm rồi, hôm trước đánh cục miền cho bà chị ớn lắm rồi. Tại một ca chỉ một cắt tóc. Hứa đánh dụng sẽ lên 3 hôm lên đến ngày rồi anh. Người là gia ta. Như xem gầy gầy, đánh ghê quá, đồng hồ đánh ghê quá. À đây có đuôi gì đấy. Bây con Văn Hèn mà lên phép anh em thằng Na đéo dám bảo luôn thề. Tôi đánh con Na nhiều. Gặp thằng Văn Hèn mà lên phép ớn kiểu gì ớn luôn mọi người. Nhìn nó ớn lắm. Đây đây, biết các bạn chết. Trần sau Vi một slot nha, ok Vi ơi. Em của Vũ Tranh ai, tên của Vi là gì đấy, tên game của Vi là gì đấy, lại cùng biết lỗi. Cảm ơn ra hơn nhá, cảm ơn em. Được, anh sẽ cố gắng trận này, anh sẽ ăn 5 mạng. Thôi 10 mạng đi. Ôi chết quét, là đi gặp tiếp. Ôi trời ơi. Tật ngủ quên được. Quên đi chìm đấy à? Bé Bi à? Ok em ơi, ok. Nó đang đánh con mày à, Van Hen này Him ơi. Mày nghe từ này tật đấy. Rừng đôi chặt thôi. Ôi nó bảo gì á? Rừng áp ca thôi. Ủa lúc vào trận nó bảo cái gì quên cái gì vậy? Quên không? Được rồi đi. Tòa. À tật nó vào rồi này, tật nó vào rồi này. I will finish what I start. Nát cái phát em vào này mà. Chúng chị nhanh không mất. Chúng chị rồi. Em tự nhiên nó nát chạy cái cột đấy đây. À. Chứ này em phát em vào này. Áp ca đâu. Nó mà không chạy deep là deep. Game dạo này không? Nó có đủ không? Tốt ngon quá nhỉ? Môn gì cũng là liệm luôn. Easy sport. I will finish. Quán tin hết được con đấy. Quý giời, ông chú cây. Rồi cái đấy. Đi chơi đó. Toán quá. Này bay vô này. Từ. Ôi. Vào đây. Rồi đi đâu bà công ty vào. Cho cái phòng biến mẹ cái. Ôi đặt mẹ bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Đặt phòng, đặt số biến về, đặt phòng bên kia. Nhà vào đây. Em đi anh ơi. Công ty này, xuống công ty này. Rồi chạy á. Tưởng lái được chứ. Bà thường bấm công ty xuống đây mà sao lại đi đâu ấy. Sam đừng tăng nó cứ đơ này này. Này đặt qua người ơi. Hello Hiền nhá, Hiền Durex à.
vẫn win, trận này không win thì hơi phí. I will finish what I started. Đánh luôn, đánh luôn, chạy có giá rồi. Không thôi. Cày vậy, bay chuẩn mất một nhịp. Ari đâu? Ui giời, 3.000 km. Đánh luôn này. Đéo đu được rồi. Hên cho mày, tao hết mana ở đây. Mana ta đủ nhỉ? À. Those who are high above. Mua đỏ, bột thanh này, bột thanh này. Kia đánh với nó ngủ quên trên live mất oan một sao à? Đấm chết cha đi tận đấy. Cái game rồi thì mình còn ngủ quên nữa. Quên. Bắn mít rồi, bắn mít. Alo. Ôi, 5 phút rồi anh em ơi, cố 7 phút cho xong game, bị ép đường đấy đi, ép đường đấy đi, ép đường trên đi. Mình lên bay ép đường trên đi. Không mẹ, không mẹ. Đây ném luôn đường trên đi. Này, bỏ này. Em luôn. Oh. Anh ơi đặt ulti lên nhé, đem lên luôn này. Bay vô này. Lính đặt. Ôi trời, lính chết kìa. Tụi anh em ơi. Your tower has been destroyed. Destroyed. Khắc mọi người, nó khắc người, nó đánh luôn. Từ, em chưa quên đi. Về này thằng này. Thằng này, về đây. Nà nó lên đó. À, thằng. Về đu đi này thằng này. Shut down. Lên bây giờ thích chơi backdoor anh em, anh Duy đi vòng với đặt thẳng ulti vào nhà nó backdoor cái xong luôn này. Năm thằng lên. Rồi. Anh Duy lên thì dính ulti không có em lên sát. Là ok. Anh Duy lên chơi có backdoor vui vui đi, đầu game còn được. Tí giờ về lết không backdoor được. Backdoor về lết chết mất thời gian lâu lắm. Anh em giữ máu đi Ari. Trời Ari giữ máu đi. Trời Ari backdoor đấy chỉ nữa. Chết rồi, chết rồi. Thôi. Chiến thuật thế không được, vào cháy. Đi đâu?
Ôi giết ta. Ari này đánh thế, đã bảo bách đo đi đi vào đánh nhau chi. Làm chết oan. An enemy has been defeated. Đánh cho nó nhanh game. Phút thứ 8 mẹ ở đâu? Cứ ăn con tà thần đi, ăn con tà thần để win. Lỡ lắm. Được, ăn được đấy. Không dùng chị đâu nhá. Nhìn mắt bài tôi. Nhon. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Again. Your team has destroyed a tower. I want to come to the end. Đấy rồi. An enemy has been defeated. Shut down. Dọn lên trên game này. I will finish. What? Ủa, bên mẹ của đấy thế mà. Bỏ nó ra đấy, bỏ na với đét ra đấy. Lên đi, lên đi, win đi, win đi. Đập. Đập đập ra. Win đập chốt. Lên thôi. Lên thôi. Ôi, nó búp giáp kìa. Cho em cái bẫy về cây. Đập bẫy về cây. Oh, nó bị an enemy has been defeated. Enemy double kill. Ủa, mày dễ chơi rồi. No máu rồi mà. Too hard to climb. Anh muốn gì rồi này? Mày tên nó. Thì anh đi lên trên kia, anh đi vòng lên trên kia để thắng tháo đi mà sao? Nhưng mà nó khuôn nó ra, nó có chạy người đúng không ạ? Đó này. Thì bạn hay thắng năm gì đấy. Ôi chết mẹ mày trượt rồi. Không được, chạy được, chạy được, chạy được. Không, ngu gì này. Đấy, tháo đi ra em lên đánh được luôn. Thả đây em đi, em đánh luôn này. Chưa, để đừng. À thôi, khỏi đi, thả đi. Đừng để về lết, cờ liên nó bắn lên đấy. Quang. No mountains are too high to climb. Thả luôn đánh nhóc được rồi nhá. Đánh đi, thả đi. Ôi, đi thẳng vào dưới chị luôn này. Đại em hối đã. Đó luôn. Mẹ, cái chóa. Tông ạ. Hai con nào có màu này. Your tower has been destroyed. Ôi, thằng AD chết rồi. Đến nguyên văn thôi. AD cực khẩu. Chạy. Eo. Eo. Nó khôn mà, nó đẩy đánh trường kia. Ây. AD đâu? Đây đây. Anh nhanh thắng nhanh mất đỡ mất thời gian anh em ạ. Đâu anh? Nhà kìa, thủ farm đi. Kinh công kìa, thôi ăn kinh công đi, em kinh công đi. Kinh công. À, cứ đi lên này. Để qua cái tường. This is the source of the mayhem. Mà đem còn được chết nữa. Ui, tao thắng được quá kìa. Ui, tao ngồi nha mẹ. Điều gì để na cho cái lô. Chính lệ ấy ra. Nè. Mày, mày em không? Đúng gì luôn. Hả? Đây. Đi đi cài, út, đi cài. Cho cái vòng điểm về trước đi. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Mẹ, đéo kịp hồi chiều để bay. Win 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 anh em. An enemy has been defeated.
Đây, xin giỏi lắm được không em, và hello anh Minh Đô La nhá. Còn 2 slot anh em, còn em 2 cái gì? Yeah, thắng đi. Cái gì mày bảo cái gì? Đó là gì? Một trận đi em chở cháu về đã. Ok ok. Cháu chín bảy 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 một một bốn này, Vi vô này Vi ơi. Anh em nào vào sau mình kích nha, mình nhường slot một slot cho Vi nhé anh em nhá. Anh em vào sau mình kích nha. 977114 này Vi ơi, vô đi nhanh em ơi. Đẹp tuyệt lắm. Ơ, có cái điện thoại nữa không nhỉ? Anh em thông cảm nha, mình nói trước rồi nha, mình nhờ một slot cho cái Vi đây là mình kích đấy nha, mình, anh em vào sau mình kích nha. Đâu rồi, Vi còn đây không? Này có biết lỗi không? Này anh để em sắp vô này. Cái âm thanh này chán thế nhỉ? Chơi cho nó đi học. Đi học. Báo tí. Đâu rồi, Vi đâu rồi? Okay. Alo alo, con mù Vi đâu rồi? Trời ơi. Vi bị thu rồi. Anh em đợi đợi 5-7 giây nữa, nếu mà Vi không vô là anh em vô đi nhá. Anh em vô đi anh em ơi. Anh em khác vô đi, anh em khác vô đi, anh em khác vô đi nhá. Anh em khác vô đi nhá, anh em khác vô đi nhá. Không thấy người ta rồi. Vào không được á, sao lại vào không được? Anh em người ta vào bình thường đấy. Chênh lệch rank hay như thế nào? Chính tướng hả? Chính tướng. Ơi, vậy cũng được, chính tướng mua được. Chính tướng có thật tiếng Anh này, tiếng Anh này nốt game mới biết nghỉ cơ. Thế thì game sau kìa. Game sau. À đây này, tiếng Anh nó chưa nốt game này, nó nốt rồi em vô. Rồi xong, xong 3 lượt rồi vào báo tiếp. Chịp nhá. Muốn đánh người gì nữa? Bảo sao nãy cấm gì vậy? Oi đi, cấm oi đi. Ừ, cấm rồi, cấm luôn con nào à? Cấm, cấm. Lên lên. Ơ, thằng kia nó tranh xúc bóp của tao rồi. Ơ, mình tranh xúc bóp của tao rồi. Thế anh đi mid đi, anh đi mid đi, em đi top cho. Ơ mẹ nhìn nó tiêu tao. Anh đi đường đi, anh đi đường đi, anh đi đường đi, anh đi đường đi. Đang lấy xúc bóp thầy. Anh đi đường đi, để anh đi top. Cái gì? Lại đi đường nữa. Ôi, thầy gặp Duy Hiền, nên đi báo. Đi báo. Đi báo. Cà hi hình. Cà hi hình. Điều chuyển đứng, điều chuyển đứng multi nó chập bay chứ sắp mặt lờ rồi. Mày sẽ bắt gì ăn được rau ke nhỉ? Để đấy em đi rừng cho. Đi top đi. Không thích để đấy. Nó dám giành tiêu chuẩn. Ủa, sao nó mạnh thế? Ôi. Anh đi đâu? Chọn đi, cho chọn đấy. Ưu tiên hụt người già đấy. Ngươi cái đít thằng này. Hey everyone! The king has arrived. Ngộ ra. Thì chắc là nó ít tuổi. Chứ có gì chắc nó cũng già. Năm nay mình mới có 17 tuổi mọi người, năm nay em cũng mới 17 tuổi. Hí hí à. Hello Nhàn, hello em nhá. Đúng không Nhàn, năm nay anh 17 tuổi đúng không? Đúng nhịp. Đúng nhịp rồi. Năm nay học lớp 11 mọi người, đang học lớp 12 nhá. Cũng đang học lớp 12. Đó á. Đó ăn rồi. 9 giờ rồi. Em phụng sinh năm 2K, em phụng sinh năm 2K5 mọi người ạ. 2K5, em phụng sinh năm 2K5. À, 2 hai cái lắp đúng không? Hai cái lắp, mọi người không biết gì cả. Hai cái lắp. Đánh giành đánh cao thủ em ơi, nay mới thấy đánh thể à? Em 18 rồi à? Thế chị Nhàn à? Em chào chị Nhàn à? Năm nay em mới 17 á. Nay mới thấy đánh thể à? Ơi giời, anh hoàn mõ đã.
sư tử của em đâu. Để em thể hiện cái bài ngụ ngụ nghĩnh cho anh coi. Ngộ Phụng. Má con bài, má bài báo thủ của Ngộ Phụng đấy. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Không biết thể hiện. Vì anh ngu mà. Hoàn. Này nhìn con bài ca hiu mà. Như con bài này trước chờ anh sĩ mặc chiến này. Mà không. 2k5 bị 2k9 đòi đến nhà. Má hôm qua thằng 2k9 đi đòi đến tận nhà luôn. Cái gì đấy. À, 2k9 thằng nào đấy. Hôm qua đi lúc này là sư tử. Sư tử. Rất. Má. À, cái trùng đâu nhớ, sư tử, sư tử. Sư tử là sư tử. Thôi cái trùng đâu nhớ. Mõ nữa. Quay hoàn mõ, anh cũng quay hoàn mõ chửi. Anh hoàn mõ bờ lấp nghe luôn. Lúc ngày đòi sư tử. Thằng mít đi cướp bùa luôn hả? Ngon. Mới đi cướp red của tay mình luôn. Mà lính này đâu? Lính mày con ta hết rồi. Ép về rồi à, game sau vô. Đánh này sao bot ơi. Một ok em yêu ai này. Ai này blue nè em. Ai blue nè. Đi bùi đen. Đánh dâu kia này. Ui dồi. Cây nhầy. Này trái được rồi. Ôi ôi. Không chết kìa. Không chết kìa. Ôi ôi. Chơi này cũng hết ưu tiêu rồi anh xuống này. Máu nhiều. Cày quá, quả đấy tại sao mình gõ nó không được nhỉ? Đã bảo có con sư tử ở nhà, mãi không lấy hộ cái gì rồi. Nào anh dám lấy được con sư tử đấy, okay, em biết sư tử đấy thì anh đã đánh chặt tay em. Biết rồi. Sư tử mồm. Em đâu hết rồi. Má thằng dâu cơ đang thọt tình hình nó lại lấy lại. Kéo con rồng ma mít rồi. Đái người ấy thằng lợn. Đái người nó yếu là nó không dám ăn con blue nữa. Đái con blue là to khỏi nhá. Khỏi nhá. Anh châu đi cho. Ơ này Ui đi. Đánh luôn Mina, mày khỏe mà. Lim đó. Lim này sống mà khát chết. Quay luôn. Đúng là quay lại. Mày của Udi chứ. Tăng hình. Còn lính nhất tất. Mẹ, không còn chiêu chạy nữa, nó có bùa đỏ trên chân mọi người ạ. Ủa ông Phụng xin năm bao nhiêu vậy ạ? 1979. Phụng à, Phụng là 52k5 mọi người. Em Phụng 52k5 nha, 52k5. Hai Phụng 10, năm em Phụng 17 tuổi anh em. Ủa 1979 mà sao 52k5 nhỉ? Nhìn mặt non rớt trên này. Well by Korean ban. Là năm mấy? 52k5 nhưng mà có lắc. Wow. Tao mà không đái luôn đi mày.
Mày nó ghê nhỉ. Full Slim xanh thế, 2.000 tiền kìa. Cặp Slim thôi mọi người ơi. Có mặt cái quàng. Không thể là tầng Slim, để tầng Slim lớn được mọi người ạ. Nhìn lộn tầng 1970 à. 1970 là bằng tuổi mẹ mình đúng đấy mọi người ạ. 1970 bằng tuổi mẹ. Your tower has been destroyed. Chứ không đi. Mày nhờn á. Mày nhờn. Bắn đâu. Bắn. An ally has been defeated. Ui mà nó sạch thế. An enemy has been defeated. Ha đù nó bay kìa. Mày bay chết mày luôn kìa cay. Ghê. Được rồi anh em ạ, tôi sẽ chốt thằng Zatan 5 mạng. Phụng 1975 à, đã bảo không phải rồi mà. Phụng 2k5 mà mọi người, cứ 1975 với lại 1979. Em phụng 2k5, mặt non nớt. Vẫn thua tiền ở Slim anh em ạ, nó vẫn 4.000 tiền. Chí mạng luôn. Your tower has been destroyed. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Hello, man, nó choáng. Đi cứu chó nhá. À, cái thằng ranh con này. Có nick nào kẹp không anh em, đánh cho chán quá hả? Không có em ơi. Chắc có ấy. Có cái gì? Đái nó. Ôi đái à, ôi tật. Ôi, nó bay chết này. Ui đi mid thua tiền support. Đi mid thua tiền support, thua 500 tiền. Nếu hiểu kiểu gì. Má tổng cây hít hít hít. Ớn luôn, mấy thằng này ớn luôn. Em chỉ để được con bot thôi, bot mặt. Ai lộn ông gì bạn em của đỏ nữa. I'm greased like an oven. Can. Sao đâu sao được tốt, con lính không. Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. I've got eyes and ears everywhere. Shut down. Đấy nó. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Vẫn được win đâu mọi người ạ. Không có em thua ngay đã thua ra được. Nên nó đéo nhảy bụi cỏ kia đấy, nhảy xong bụi này đâu chứ. Ờ à, nó đéo nhảy bụi bờ lỏ, bụi cỏ bờ đỏ nó nhảy mẹ bụi cỏ trên ạ thằng này. Hay nó nhìn thấy sai của mình anh em vậy. Chiến tướng 53 sao chơi được cùng không anh á, chơi được nhá Hiệp ơi. Rồi rồi đi. Mình tính hack não nó, mình nghĩ là mình đi vào đấy ạ. Em đánh chí mạng không có chí mạng, em anh thấy không mà em đập Vires không có chí mạng mà. Má mày tính hack não nó mà ai ngờ như kiểu bị lộ sai sao anh em. Ui
thầy còn tim ra. I'm king of the world. Wait, no, everything. An ally has been defeated. Oh. Enemy double kill. Crash. Slow down. Mày rồi chạy nhá. You have defeated an enemy. Enemy onslaught. An ally has been defeated. Đây là đi. Company charge. Tao lại chơi lại mày, tao lại chơi lại mày ngay. À đù. Ui nó đánh cái ulti chết mẹ luôn. Ui giời ơi. Đập 3 giây em xem nào á, của anh tính đánh thường vì anh sợ anh nghĩ đập không chết anh mới đánh thường á. Đánh thường để thêm đam ấy. Ôi giời, khí hư, khí thôi. Your tower has been destroyed. Mà được cái ulti mình chết tôi luôn ạ. Thích 3 giây à? Đừng khinh thường ulti của Aliku. Mẹ nó lên full phép anh ạ. Xanh vãi cứt. Đâu mà. Thôi để blue đi, đừng quan blue nhá. Đấy là người đi thấy. Ăn rồng này, ăn cái công minh ăn rồng này không xong cướp rồng nhau. Ơ, không bằng tà. Mùi chết buồn này và ai đạn. Thằng Aliku này, cay thế. Ui, ulti ngất luôn. Mà thằng Aliku đặt cái ulti ngất luôn mà mọi người ngất xỉu luôn. Mẹ. Quá đớn đau. Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. À? Mẹ, nó đập anh chết rồi kéo thua chứ. Thua đánh hẳn hoi mọi người. Ra rồi. Tái đép nhà nhé. Ngủ đi nam. Chủ quan quá. Chủ quan quá thua mọi người ạ. Chủ quan quá đâm ra thua. Thôi đi học đấy. Hay xui đấy học được. Mẹ đánh con ca hiu đéo làm cái sự cái đời. Không buồn. Support top Mina 061. Trời ơi. Vô đi, thằng thắng vô đi. Chơi ngu à, kinh quá. Ôi giời, cái ông dân tộc này nữa. Mẹ, cũng biết chửi nhỉ. Tưởng dân tộc không biết chửi cơ, hóa ra dân tộc chửi còn hay hơn tộc kinh à. Ra thì, ôi giời, gây lại cần. Thôi, làm người đi, đã là dân tộc ấy. Muốn người khác tôn trọng ấy. Đã nói cho đàng hoàng.